giao lưu với là làm phiền, quá là xúc động luôn. Cảm ơn má Thương, mưa mà má từ Đồng Tháp qua đây là nói chung là má xem thì hồi giờ má thương nó, họ má ghét nó, hai má con gặp nhau mình giới thiệu tiếp cho để chuẩn bị trước phim rồi. Đạo diễn nghệ sĩ Tú Công Linh. Công Linh xin kính chào quý vị khán giả thành phố Long Xuyên. Trong phim Công Linh đóng vai một người bạn nối khố của bác hai và bác ba, và lúc nào đứng bên cạnh Quyền Linh để mà biết vực bảo vệ cho Quyền Linh, bảo vệ cho bác hai muối. Anh đó nó bị lai quá, ngoài nhìn hai con lai vậy. Em mua cho ông nói em tội quá sao. Nhìn xong không mua lắm chú ơi. Không có ông này nhìn tội nè, nhưng mà cái giao diện này của anh nhìn không có tội. Anh đó, phải không? Nhớ mấy anh về coi phim hai muối giùm em nha. Cú lì của 30 năm sau á. Cú lì 30 năm. Tưởng đi về là ở đó rồi chứ. Tại vì có nói gia đình là sẽ giao lưu ở bên Đồng Tháp, ở bên Cao Lãnh, thì cứ nghĩ là gia đình sẽ qua Cao Lãnh xem, tại vì mình luôn cũng là người con của miền Tây Đồng Tháp. Nhưng mà tự nhiên lúc nãy tới mình giới thiệu cái quay qua thấy má má của con luôn, cứ lặng lặng qua đây rồi cái đi học này sao chưa kịp gửi lời chào đến tất cả mọi người, xin gửi lời chào trân trọng ạ. Má vui thì con má đóng phim không? Vui. Má xem thì họ má ghét nó cho con. Anh Linh có nghĩa là đúng về Đồng Tháp mà bây giờ. Trả lời trước rồi bạn. Chúc mừng. Cảm ơn chú. Quá cậu đó luôn. Chụp hình phim hoạt hình luôn. Chú ơi, chơi con. Hồng Vinh á là chưa bao giờ đi cine tour mà cô nói là rất là xúc động trong cái chuyến đi về này. Chắc là chị phải nói cái gì với khán giả chân tình của mình nhỉ? Mọi người biết tại sao? Thực ra là đúng là lần đầu tiên mà cô Vân, nếu mà đây có ai lớn tuổi hơn Vân xin lỗi nha, tại vì biết sao quen nhìn mấy em mấy cháu đi coi tự nhiên xúc động quá. Con mình mà lớn nhất á. Mình gọi là mình xưng Vân á thì nó kỳ, cho nên là phải xưng là ở cô đi đặng cho nó thân thương á. Con mình thực lớn sự nhất là thôi.
Hôm nay anh có anh nào đi với vợ hoặc là người yêu mà anh nói đã luôn. Cái câu thoại của em trong phim á, cuối phim em có nói với vợ em là bé muối á, là câu gì anh có thể nói câu đó. Anh nhìn chị mà anh nói câu đó nha. Không có anh đợi em sẽ có nhiều. Làm sẵn rồi và khoảng 2 tô trứng gà của một khán giả ở tận Châu Đốc á,
mà đăng ký vé của rạp mình ngày hôm nay thì full vé hết rồi, cho nên là không có lên, không có chỗ để lên coi, thành ra mới là đưa người con trai cầm lên để thông qua cô Vân là gửi cho đoàn phim luôn, là để mong có là luộc xong để chúc mọi người lấy sức để mà đi cine tour tiếp. Thành ra là cứ bị xúc động mênh mang từ nãy giờ nên vô hơi bị cà lăm chút xíu. Cái này có cho là cái lời nhất khéo không ta? Nhất khéo sao? Đó là thực sự là quá xúc động, bởi vì chị đúng là chỉ có ở miền Tây á, mình mới nhận được những cái tình cảm quá là chân thành và quá là đáng yêu như vậy. Thành ra là đầu tiên thì cô Vân xin được cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã có mặt ở cái suất chiếu phim này ha. Cảm ơn rất rất là nhiều vì mưa gió vẫn đến ủng hộ Hai Muối. Xin mời Hai Muối. Cái thứ hai nữa là mọi người biết sao, có chia sẻ chút xíu là cái ông Hai Muối đó, là chút xíu mọi người coi trong phim, ổng rất là hiền, ổng hiền mà ổng đáng yêu kinh khủng luôn. Nhưng mà ngoài đời á, đi với nhau ổng ăn hiếp cô Vân hoài. Mà cái phận là làm em mà cứ ăn hiếp chị hoài vậy á, thì nhiều khi buồn á, chạnh lòng á. Cho nên là không có chơi chung với Quyền Linh ngoài đời, mà chơi chung với mấy đứa nhỏ không à. Quyền Linh Hai Muối xin chào cả nhà. Mọi người có yêu Hai Muối không? Hai Muối già đâu mà đáng yêu lắm. Bà Tư Lạc mới nói thôi chứ hồi con phim tôi biết nha. Xin lỗi bà Tư Lạc à, tặng bà hai con gà, còn người ta tặng ông Hai Muối cái thớt rồi đó. Mà còn không có thớt thì làm sao chặt gà, đúng không? Đúng không? Ủa con thiên vị chú Linh quá, xé gà được mà, đâu cần chặt gà. À, tặng con dao nữa được con. Đó, một hồi sẽ có người tặng con dao nữa. Trời, bộ phim Hai Muối là bộ phim rất tình cảm về tình cha con. Hy vọng rằng sau phim khi xem Hai Muối. Hello. Xin chào đón nữ diễn viên chính của phim Huỳnh Bảo Ngọc, cho mời Muối. Chúng ta cùng chào đón bé diễn viên Thiên Kim, cho mời Muối nhỏ. Chúng ta cùng chào đón nữ diễn viên Tạ Lam. Xin chào đón nam diễn viên mạnh mẽ xinh đẹp Trần Kim Hải. Và chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Nữ diễn viên Tú Chi. Xin chào. Và chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Chúng ta cùng chào đón Hai Muối Quyền Linh. Và cuối cùng là cha đẻ của bộ phim Hai Muối, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Chắc bây giờ rồi, có lẽ là xin phép được mời anh Vinh với lại ông Hai Muối sẽ có đôi lời chia sẻ chứ. Trời, mấy tiếng đồng hồ luôn rồi. Mỗi giới thiệu. Trời, 3 tiếng đồng hồ để tặng cho Quyền Linh đó. Vô giữ cảm xúc cho hôm qua là mình không chào gì hết. Dạ, nhạc à. Không chứ Quyền đâu vô, Quyền vô đâu vậy. Đó, gì vừa lên là hỏi tuổi rồi, đã người ta giấu tuổi rồi đó, giấu tuổi dữ lắm. Năm nay mới có 20 cộng thôi. Hai chị em mới gặp nhau thôi mà một lần gặp gỡ nó như quen thở nào. Rồi coi rồi, mình coi rồi đúng không? Mình coi rồi cái mình thấy sao? Thấy hài lòng dữ lắm, hay quá trời luôn. À, hài lòng. Mới coi lần đầu là coi phim lần đầu. Là còn nhiều lần từ nào giờ mới coi phim lần đầu tiên luôn. Bây giờ mình nói lợi cho mọi người nghe cái để mọi người không tin nè. Mới coi lần đầu tiên đó, năm nay 61 tuổi đó. Trời ơi. Nhưng mà cô đi xem là đi vui xem với ai, đi một mình hay là đi với ai? Cái nhà mình lên coi. Nó là cả nhà đi, cô gần đây không? Ở trong nhà lên luôn. Gần trong núi Sập, chạy ra đây nha, núi Sập rất là xa. Trời ơi, cả gia đình đi xem luôn, rất là xúc động. Bây giờ mình hỏi người con nè, đó, hồi nãy trẻ quá, nhưng mà nãy mình